21 mình nhập là gì? 34 45 23 1 sau khi sắp xếp à. Rồi xin chào quý thầy cô, như xin chào các em. Thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục luyện thi tin học trẻ năm 2024 với cái bài thi như sau. Đó là sắp xếp bốn số tự nhiên. Người ta yêu cầu mình là nhập vào bốn số tự nhiên khác nhau từng đôi một từ bàn phím với là các cái biến nhớ là A1, A2, A3, A4. Sau đó chương trình sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần bằng cách thực hiện các thao tác là so sánh đổi chỗ và hai số bất kỳ trong các cái số trên thực hiện theo cái giao diện như thế này. Đây là bốn số người ta nhập vào ban đầu nè. Sau khi sắp xếp thì được là như thế này rồi thì đã làm bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra bốn cái biến nhớ là A1, A2, A3, A4 trên cái nhân vật của thầy giáo đây. Như vậy là đầu tiên này mình phải đi tìm cái nhân vật cho nó giống cái đề bài tí xíu ha. Thầy giáo chọn cái thẻ Vipo này Vipo thì chúng ta tìm, thì ở trong cái thư viện của chúng ta không có cái hình nhân vật đó ha. Thì mình tạm chọn cái nhân vật này đi, mình tạm chọn nhân vật này ha. Chúng mình trả lời bằng con mèo đây. Rồi thì đầu tiên á mình sẽ khai báo bốn cái biến. Thứ nhất là A1 này ok này, A2 và tiếp tục là gì, A3, A4. Rồi mình có bốn biến nhớ ban đầu theo cái đề bài có thể cho ha. Rồi bây giờ là gì, mình sẽ chọn là gì, A2 nè, A3 nè và A4 nè. Bây giờ mình cho thử cái số luôn để mình kiểm tra luôn ha. Ví dụ như là 34 nè, 23 nè, 6 nè, 8, ví dụ như vậy. Rồi và tiếp theo là gì, mình cho nó hiển thị lên, hiển thị đây. Mình sẽ trả lời là gì, bốn số ban đầu ha, bốn số ban đầu. Rồi là có A1 chấm phẩy, rồi là gì, A2, A3, A4, phẩy nè, rồi đây là gì, A2 chấm phẩy, A3 chấm phẩy, A4 rồi mình sẽ bỏ cho đây. Rồi mình bỏ đây, rồi mình chạy này, bốn số ban đầu mình đợi chân quật cho đây. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là gì, trả lời cái nhân quật đây là gì, sắp xếp để sắp xếp ra. Thì như vậy là mình phải là gì, mà làm một cái thao tác là mình nhắn tin, mình phát ra một cái tin nhắn đó là gì, sắp xếp. Rồi mình qua bên đây là mình sẽ nhận được một cái tin nhắn sắp xếp.
Rồi bây giờ mình tiến hành là gì? Mình đi so sánh A1 với A2. Như vậy là mình sẽ dùng một câu lệnh nếu. Bây giờ mình có thể là gì? Sắp xếp tăng dần cũng được, hoặc là mình sắp xếp giảm dần cũng được. Sau khi đã có kết quả thì mình cho nó hiển thị thôi. Thì bây giờ mình có thể là gì? Rồi chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp như sau. Sau khi chúng ta nhận được một cái phát tin nhắn sắp xếp thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh nếu rồi chúng ta sắp xếp ha. Sắp xếp thì chúng ta sẽ dùng dùng câu lệnh nếu và so sánh giữa A1 và A2. Thì chúng ta sẽ so sánh là gì? Nếu mà A1 mà lớn hơn A2 thì chúng ta sẽ có một cái biến tam, chúng ta sẽ khai báo một cái biến tam ở đây, thì chúng ta sẽ cho nó tam này bằng A2, và sau đó là gì, A2 của chúng ta nó trống rồi, thì chúng ta lấy A2 bằng A1, và tương tự như vậy lấy A1 nó sẽ bằng biến tam ha. Chúng ta ví dụ lấy cái đây hai cái này hoán đổi cho nhau, thì chúng ta lấy A2 này chúng ta bỏ vô cái biến tam đây, thì lúc này A2 là trống, chúng ta lấy cái A1 này bỏ vô A2, thì lúc này A1 trống, thì chúng ta sẽ lấy cái biến tam đổ vào A1. Tương tự như vậy chúng ta sẽ đi so sánh giữa là gì, A2 và A3. A2 và A3 thì chỗ đây là gì, A3 A3 thì lúc này là A3, A3 này sẽ bằng là A2, và A2 này sẽ bằng 8. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm với là gì, với A3 với A4, A3 với A4 thì chỗ này chúng ta sẽ lấy là gì, A4 A4 bỏ vô 8, thì chỗ đây là gì, A4 A4 bằng A3, và chỗ này là gì, A3 bằng 8. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử thôi. Chạy thử cái số ban đầu của chúng ta này, 3 4 4 ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để so sánh giữa là gì, A4 và A1. A4, nếu A4 lớn hơn A1 thì chúng ta lấy biến tam thành A1. Thì chỗ này là gì, A1 chúng ta bằng A4, và chỗ đây là gì, A4 bằng 8. Rồi bây giờ chúng ta tới giai đoạn này rồi, thì chúng ta cho nó lặp lại 3 lần. Tiến hành lặp lại trong 3 lần. 3 lần thì chúng ta sẽ dùng một cái vòng lặp hiển thị 3 đây, cho nó chạy là 3 lần. Thì lúc này chúng ta có gì, 4, 7, 2, 3, 3, 4, 3 lần chưa được phá. Tiếp tục chúng ta kiểm tra lại tí xíu, A1 bỏ vô A3, A3, A4, A4. A4, A3, A3, 2, 3. Chúng ta kiểm tra lại, mấy cái này nó dở lộn lắm ha. Chỗ này là A3 bỏ A8, A4, A3, A1. Ha, là chỗ đây nè, đúng rồi, đúng rồi. Rồi sau khi chúng ta kiểm tra giữa A1 và A4 thì chúng ta chạy thử ha. Chạy thử này thì nó còn cái A3 này nó nhỏ hơn A4 mà nó chưa sắp được này. Thì chúng ta sẽ tiến hành cho nó lặp lại trong 3 lần ha. Chúng ta sử dụng một vòng lặp cho nó chạy trong 3 lần. Rồi chúng ta sắp xếp theo chiều tăng dần rồi này.
nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lấy cái kết quả nó ra. Lấy kết quả ra. Lấy kết quả thì cho nó nhanh á, thì mình sẽ dùng bên này này. Mình lấy cái số này. Mình sẽ copy vào đây. Như vậy là nó sẽ nhanh. Là đây. Mình ghi là gì? Uống số sau khi đã sắp xếp. Nào. Số sau rồi chạy thử ha, uống số ban đầu. Như vậy là chỗ này mình đỡ cái thời gian cho nó lâu luôn ha. Lâu luôn, nên là mình đỡ say luôn, đỡ lên say chứ đừng có đỡ lên lên pho ha. Mình đỡ lên say cho nó nói luôn. Bỏ thời gian đi. Rồi, mình chạy thử này. Sau khi sắp xếp này, tương tự như vậy là bên cái này chúng ta cũng đỡ cái lệnh xây luôn. Xây là nó nói luôn. Không còn thời gian. Để chúng ta dễ quan sát ha. Nhân vật mình đứng đây. Rồi, bây giờ mình chạy lại thử này. Bây giờ mình ấn mất các cái nút này đi. Rồi, bây giờ mình chạy lại này. Sau đây mình chỉnh cái sau khi sắp xếp thì mình có 200 cắt ra cái. Rồi, ban đầu sắp xếp là 2, 3, 4, 4, 7 đúng không? Rồi, tiếp theo nữa là gì? Mình sẽ đưa các cái lệnh nhập vào, trong này. Lệnh nhập bất kỳ trong đây. Thì là gì? Biến A. Thì đưa A vào đây. Tương tự như vậy là gì? Hãy nhập. Còn là gì? A2. Tương tự như vậy mình nhập tab 3. Nhập tab 4. M1. Rồi, bây giờ mình chạy thử ha. M1 mình nhập là gì? 3, 4. 5, 2, 3, 1. Sau khi sắp xếp chạy lại 5 là thử 100, 25, 6, 7, 2. Rồi, ok. Xin chào và hẹn lại các em trong video tiếp theo.